Chúng ta vừa mới kết thúc chuỗi ngày giãn cách và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường ngày, sẽ được đi mua sắm này, được đi ăn uống, đúng không nào? Thì chắc chắn là chúng ta phải chuẩn bị cho mình những bộ trang phục thật đẹp. Vì đợt vừa rồi ở nhà Phương biết là mọi người á không được diện đẹp. Ở nhà thì thường là mọi người chỉ mặc những bộ đồ rất đơn giản thôi. Đó. Và bây giờ thì Phương sẽ gợi ý cho mọi người một set đồ cực kỳ năng động thể thao mà kể cả mọi người mặc ở nhà cũng đẹp, đi chơi cũng đẹp, ra đường thì vẫn rất là cá tính. Đây, set đồ này. Set đồ này thì gồm có 3 món nhá. Gồm có một chiếc quần này, dáng Alibaba, một chiếc áo khoác bomber và một chiếc áo mặc ở bên trong rất là cá tính như thế này. Đó. Và set này thì sẽ bán liền nhau cả 3 món luôn. Nên là mọi người mua thì mọi người sẽ có cả một cái set rất là thể thao và không cần phải mix thêm với một cái gì cả. Set này thì cái quần và cái áo được làm với chất liệu gió satin, một cái chất liệu mà mặc cực kỳ thích luôn. Đó, chất rất là mịn này, có độ co giãn nhẹ này, và không có cái chuyện là bị bóng hay là sờ vào vo vào nó bị tiếng kêu sụt soạt nghe rất khó chịu. Đó, nói chung là đây là dạng chất liệu cao cấp ấy mọi người. Ở phía đằng sau thì mọi người thấy là có một hàng chữ luôn. Đó. Nên là dù là mình nhìn đằng trước hay nhìn đằng sau thì set này nó vẫn rất là đẹp. Và vì lý do nó đẹp như thế, nó hot hit như thế, nên là Mega Fashion đã ra mắt tận 4 màu. Màu này là màu đen. Ngoài ra thì có màu trắng này. Màu trắng rất là xinh nha mọi người nhá. Đó, và set nào thì cũng được tặng một chiếc áo bên trong như thế này. Rồi, màu có màu hồng này. Màu hồng cũng cực kỳ đẹp. Đây là màu hồng dạng màu hồng tôm ấy, nên là nó không bị quá rực. Nó rất là phù hợp với thời tiết mùa thu. Màu cuối cùng là màu xanh. Màu xanh dương. Màu này là một cái màu cực kỳ hot trend của năm nay luôn nhé mọi người. Ok. Và chúng ta có tận 4 sự lựa chọn. Nếu mà mọi người thích set đồ nào thì hãy nhanh tay inbox cho fanpage của Mega Fashion nha.